Hai chào các bạn, kênh Cô Thơm Long Xuyên Vlog mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món ăn vặt rất được các bé yêu thích, thậm chí mình người lớn cũng yêu thích đây. Đây là món bánh tráng cuộn. Hôm nay món này là mình đi mua nha. Mình mua ở một cái chị người quen bán, một phần vậy là 15k, rất là ngon. Các bạn đã ăn thử chưa? Ăn là bao ghiền nha. Đây, nhìn hấp dẫn không? Bánh tráng cuộn nè, đậm đà, rất là đậm đà. Gồm có cái gì đây? Gồm có xoài sống nè, gồm có hành phi nè, gồm có trứng cút nè, và gồm có trà bông nè. Thêm một ít rau răm vào nữa là bá phát luôn. Đây, trái xoài sống xài chua chua nha, chị bào ra thành từng sợi này. Sau đó bắt đầu tiến hành cuộn này. Mỗi một cái bánh tráng sau khi xịt nước lên sẽ cho xoài, cho rau răm, hành phi, trứng cút rải dài theo bề ngang của cái bánh tráng và cuộn lại này. Rất là đơn giản phải không các bạn? Cái món này á, mình có thể ở nhà mình tự làm cho con mình ăn cũng được đó các bạn. Nguyên vật liệu rất là đơn giản nha. Món này á, ăn vô nó cái mùi vị của nó rất là ngon. Nó vừa có mùi chua chua của xoài nè, béo béo của trứng cút nè, thơm của hành phi nè. Nó chấm vào nước sốt me sa tế, nó dường chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Ôi ôi, nhắc tới mà chảy nước miếng vậy á. Cuộn xong rồi cắt ra thành từng khúc. Một cuốn như mình sẽ cắt ra 4 khúc nha, cho nó vừa ăn vừa miệng, vừa một chấm một lần bỏ vô miệng luôn. Đây các bạn thấy xem, một cái hộp bánh tráng cuộn như vậy nè, 15k, xứng đáng không? Rẻ không? Ngon không? Ăn thử không? Ai ăn không? Tôi ship cho. Đem về bày ra dĩa, đâu có khác gì cái món ăn ở nhà hàng đâu đúng không? Này 15k, quá ngon, quá rẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy thích video này thì xin hãy cho mình một like nha các bạn. Một like của các bạn là nguồn động lực vô cùng to lớn để ủng hộ tinh thần mình, cổ vũ mình ra nhiều video hơn nữa nha. Này, mời các bạn cùng mình ăn bánh tráng cuộn. Đây, chấm vào nước mắm, không phải nước mắm mà nước sốt me sa tế. Chuyện ơi, nó ngon. Một cục nữa. Này, thấy không, cái nhân bên trong hấp dẫn không? Lại chấm vào sa tế, chấm vào nước sốt me đi nào. Nhìn thôi là đã thấy chảy nước miếng rồi. Chấm nhanh lên đi. Đây, nước sốt me nó sệt sệt nha. Rất là ngon, chua chua, ngọt ngọt và cay xé lưỡi của sa tế. Ôi, nhắc tới là chảy nước miếng à. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video của Cô Thơm Long Xuyên Vlog, ở series cơm gia đình và series món ăn vặt nha các bạn. Xin chào.